Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Fiat sản xuất 2003, phiên bản số sàn máy 1.6. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Fiat mang biển số 29A86690. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe thì rất sáng bóng sạch sẽ, bốn bánh đang đúc. Đây là chiếc Fiat thương hiệu của Ý, phiên bản số sàn, máy 1.6 bản đổ. Sơn xi khá là ok anh em nhé. Này, bốn bánh đang đúc. Dàn một nốt của nó còn đạt đến 80-90% anh em nhé. Đây là phần cua lốp này. Đấy, tránh mưa tránh nắng cho anh em. Đấy, chiếc Fiat sản xuất 2003, phiên bản số sàn, máy 1.6. Sơn xi khá là ok anh em nhé. Đấy, tránh mưa tránh nắng cho anh em. Giá của nó chưa đến 100 triệu đồng. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất. Nội thất khá là ok anh em nhé. Rất sạch sẽ. Trần lỉ nguyên bản theo xe. Và đây là phần táp lô táp ly cánh cửa. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên phụ. Đây hốc bản lề. Đấy, đây là chiếc Fiat sản xuất 2003, phiên bản số sàn bản đổ anh em nhé. Gương kính chỉnh điện. Đấy, nội thất thì khá là ok. Vô lăng, quả số phanh tay. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam lùi đầy đủ anh em nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe. Xe rất cứng xe anh em nhé. Giá của nó chưa đến 100 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Fiat thương hiệu của Ý. Tất cả mọi thứ của nó vẫn còn nguyên bản anh em nhé. Đấy, táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên phụ. Tích hợp xi nhan bên sườn. Đấy, tích hợp xi nhan bên sườn này. Đăng kiểm còn đến tháng 10 năm 2019 này. Đấy, đây là phần trần này. Xe rất cứng xe anh em nhé. Đây là phần cua lốp này. Dàn nốt của nó có đạt đến 80-90%. Chiếc này mang biển số Hà Nội. Sơn xì khá là ok. Vâng, đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái. Táp lô táp ly cánh cửa đằng sau bên lái anh em nhé. Đây là một mẫu xe gia đình không taxi không dịch vụ. Và sau đây em sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của xe. Gầm bệ khá là ok anh em nhé. Đấy, đây là phần gầm của xe. Đấy, gầm bệ không hề mùn mọt. Côn số ngọt ngào. Còn đây là phần táp lô táp ly cánh cửa đằng trước bên lái, bật lên xuống, phần âm thanh. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất bên trong cho anh em xem. Vâng, đây trần lỉ nguyên bản theo xe. Đây chắn nắng này. Đây chắn nắng hai bên đầy đủ rồi. Đây đèn chân này. Đấy, trang bị màn hình cắm nùi này. Và sau đây em sẽ lổ máy lên cho anh em xem. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Đấy. Đây, cắm nùi này. Đầu đài nguyên bản theo xe. Điều hòa thì cực mát luôn. Đấy, điều hòa mát lạnh.
Đấy, đây là phần vô lăng này. Đấy, vô lăng ở xe. Đấy, kính lên xuống này. Đấy. Hoạt động rất ok anh em nhé. Gương kính chỉnh điện. À. Gương kính chỉnh điện anh em nhé. Đấy. Và sau đây em sẽ test thử cho anh em xem. Chạy cực phê luôn. Đấy. Chạy cực phê anh em nhé. Cam lùi này. Đấy, em lái một tay nên là lùi hơi khó. Đấy. Sẽ rất cứng xe anh em nhé. Đây, phần xi nhan này. Đấy. Phun nước cạn mưa này. Đấy, tất cả mọi chức năng của nó vẫn hoạt động ok. Đây là gương chiếu hậu này. Còn đây là phần táp lô này. Đấy, táp lô. Đây là một mẫu xe gia đình không taxi, không dịch vụ. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quan Toan, Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Nội thất thì khá là ok anh em nhé. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Fiat sản xuất 2003, thương hiệu của Ý. Đấy, máy đổ cọc chất luôn anh em nhé. Đây, nước đỉ nguyên bản trong xe. Máy đổ cực êm. Máy đang đổ anh em nhé. Giá của nó chỉ có 99 triệu đồng, chưa đến 100 triệu đồng. Anh em đã sở hữu chiếc xe Fiat, tránh mưa tránh nắng. Máy 1.6 anh em nhé. Đấy, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc xe. Máy rất khô ráo sạch sẽ. Còn đây là phần nắp capo. Đây, nắp capo của xe. Vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ km 11 Cống Trắng, Quan Toan, Hải Phòng. Vừa quay tổng quan tổng thể một chiếc Fiat sản xuất 2003, phiên bản số sàn, máy 1.6, bản đủ. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 99 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mời xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào, hẹn gặp lại anh em những video lần sau.